đó. Ở nhà này á, anh muốn làm gì thì anh cứ báo với em, mọi thứ tiện nghi đều đầy đủ đó. Anh thấy cái sân bên đây không? Rồi đó, cái sân này á, tại vì bữa giờ á là em quên cho người qua cắt cỏ với dọn vệ sinh. Nếu mà anh mà muốn á là anh có thể rủ bạn bè anh tới đây rồi mình bày bàn rồi mình ăn uống cái kiểu thứ thoải mái lắm. Cái sân này vô tư luôn. Tôi cũng thích cái kiểu dạng dạng như này, là có sân đồ này kia nó mát. Đúng rồi, ở đằng sau có cái sông á, nếu mà rảnh thì nó hay câu cá cũng được nữa. Có gì anh cứ coi thêm một vòng nữa, anh cần thì anh hú em. Mình làm hợp đồng luôn. Ok, vậy tôi đi vòng vòng coi xíu nha. Dạ rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trời quá. Nhìn gì? Có ai vậy? Đâu mà vô mà giới thiệu nhà của mình cho người ta hết vậy, người ta biết sao? Hả? Nhà của mình? Cũng vậy? Nhà tao mà bị hả? Khách đó, khách tới thuê nhà. Biết nhà? Hả? Chứ gì? Vậy là mình sắp có bạn ở chung. Đúng rồi. Mày là chưa đủ rối sao mà kiếm người khác vô làm rối nhà thôi. Ủa, tự nhiên bên nhà còn phòng nào đó mày cho thuê? Còn phòng trên lầu, đâu mà không còn phòng. Tao thấy để không bị phí quá nên tao cho thuê chứ sao. Cái góc mày mới nhìn là phòng tao mà. Thì mày xuống mày ngủ với tao. Ngủ với mày nhưng phòng đó tao vẫn xài mà. Mày xài cái gì? Thì tao đi tắm đi toilet ở trong phòng á. Ê mày, nếu mày tắm mày có đi toilet thì mày xuống phòng tao mày đi thôi, mắc gì mày làm cái chuyện. Không, không đi phòng mày được. Lý do? Thúi. Thúi là do mày làm thúi á, mày đừng có xạo. Mày nói xạo mặt mày không đổi luôn kìa. Cái mặt mày mới xạo á. Nói chung á, tao quyết định rồi, tao sẽ cho người ta thuê ở trên phòng đó, còn mày á lo dọn đồ xuống phòng tao đi. Ôi dồi, đau ra tao ký hợp đồng luôn á. Sao Lý đừng buồn. Sao nếu mà anh Lý bị đuổi thì anh Lý xuống phòng khách ngủ với em. Ngủ mà tao ngủ được à? Mày mộng vô mày bóp cổ tao hoài sao tao ngủ? Vậy như vậy tính sao? Tao không để vụ này chìm đâu. Tao đi mét con cá. Hỏi xíu là mấy con cá. Rồi mày có đi không? Con cá ơi. Đó anh cá, anh coi giải quyết vụ quán này đi chứ em thấy không ổn rồi đó. Anh thấy bình thường mà. Ừ. Sao anh ung dung vậy anh cá? Thì cái phòng đó anh cũng có xài đâu, nó muốn làm gì nó làm. Trời ơi, nhưng mà cái này không phải là cái chuyện của anh, cái chuyện của cả nhà luôn. Thêm một người là thêm rắc rối, em phải là người đi giải quyết á. Anh thấy trong nhà có mày mới là thêm rắc rối. Gì vậy? Sao thiệt tình thiệt nghĩ cho em vậy? Nói chung là để nó làm gì nó làm đi. Phòng đó anh có ở đâu? Không, nhưng mà có thêm người ở nhà mệt lắm. Đi ra để tôi làm việc. Nhanh. Không giúp hả? Đi ra ngoài để tôi làm việc. Vậy cuối cùng mình vô đây làm gì vậy? Gặp ai rồi? Lấy. Giờ sao? Phải làm lớn chuyện này lên, đừng để nó chìm xuồng, uổng lắm. Làm lớn? Mà tại sao phải làm lớn? Tại tao lớn mà. À, lớn là phải làm lớn hả? Đúng rồi. Vậy em nhỏ hay em làm nhỏ? Đúng vậy. Mày làm cái gì bây giờ? Từ tao suy nghĩ, tao phải nói một cái rồi ra liền mày. Khứa kia đâu? Khứa nào? Hai thằng luôn. Hai thằng? Thằng chủ nhà với thằng thuê nhà. À, anh Tình hả? Ừ. Anh Tình hình như là đang làm hợp đồng trong nhà á. Thằng đó cũng trong đó hả? Không. Chứ đâu? Em đâu biết. Không có trong đó hả? Đó, không có, hồi nãy em vô đi vệ sinh hết. Trời giúp mày rồi, thấy chưa? Trời giúp tao, tao thiên lý mà, có trời độ hết. Đi, kỳ này tớm chuyện với tao rồi, đi. Đi đâu? Đi làm chuyện lớn. Làm chuyện lớn anh đi, em làm chuyện nhỏ mà. Tao làm chuyện lớn mà làm chuyện nhỏ, đi với tao. Đi, con cáo nhìn bây giờ. Thấy cái nhà này ok không phải anh? Tôi thấy ổn á. Ủa? Hai anh lại gặp hồi nãy rồi, mau quên đúng không? À, tụi tôi ở trong nhà này coi như là người một nhà đi hả? Cứ coi như vậy đi. Vậy là hai anh thuê nhà đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng nhà rồi. Này ở lâu lắm rồi. Vậy anh thấy nhà này ok không? Nhà này không ok. Đâu, em thấy được mà, nhìn cũng mát mẻ, thoải mái mà. Cái đó ai nhìn vô cũng thấy trơn á. Nhưng mà ở rồi, cái người mà thâm cung biết sử như tôi mới biết nhà này nhiều bí mật lắm. Có bí mật gì anh? Tôi thấy anh thân thiện, hai đứa mình thân thiết, tôi mới kể. Mấy người không thân tôi không kể. Là thân hồi nào ta? Tôi gặp anh hai lần là mình thân rồi. Còn mấy người chưa gặp lần nào là không có thân. Đúng rồi. Chuyện gì? Cái nhà này không ổn. Đâu em thấy ổn mà.
Tôi thấy nhà mát mẻ thoải mái mà ok mà. Cái nhà thì ổn, nhưng người trong nhà không ổn. Hả? Vậy là ai bị gì anh? Cái người không ổn nhất là cái thằng chủ nhà. Ông bị sao? Ông bị sao? Nó bị... Bị gì? Ôi ghê quá, mày nói đi. Tao không dám nói luôn mà, thấy không? Bị gì? Ông bị gì? Ông bị gì? Bị cái đó đó. Bị... Cái đó là cái gì? Con bị cái đó đó. À, à, anh chủ nhà này anh tốt lắm. Qua bên đi. Không, không, không phải tốt đâu. Nó bị sợ quá, nó không dám nói. Ông bị cái gì? Bị biến thái. Biến thái? Nổi gì ghê vậy? Ừ, gì? Sao mày ghê? Bị biến thái, mày biết chứ sao không biết làm gì mà lần đầu mày nghe vậy ghê? Biến thái với mày không nhớ hả? Trời ơi, kể nghe. Biến thái với này có tiền án, tiền sự. Gì ghê vậy? Lên phường luôn mà. Tụi bay nói ai biến thái vậy? Ai biến thái? Biến thái coi. Coi chừng á. Ê, hàng mày bớt dở trò với khách của tao nha. Ừ. Đi vô nhà. Nhanh, tao đá đít từng hàng bao giờ đi. Coi chừng nha, mấy biến thái hay dụ dụ ra đây, hai đứa rồi nó làm. Cái thằng quỷ này, đừng nghe lời nó. Tụi nói trong nhà này nó phá không à. Nó phải khách hơi đâu, nói chung với em á. Nè, anh coi hợp đồng coi có vấn đề gì không? Sao ổn không anh? Em thấy cũng... cũng ổn đúng không? Nếu mà ổn á, bây giờ nè, đây. Đó, anh cầm cái bút nè. Anh bấm vô, anh ký cái tên anh một cái, còn mọi thứ để em lo. À, ký... ký luôn hả? Ký luôn chứ, trời mình thuê nhà mà bây giờ anh không chịu ký liền á là người ta tới thuê là anh mất nhà đó. Liền liền luôn? Liền luôn. À, ở đây nó không có bàn, không có chỗ để anh ký đúng không? Yên tâm, vậy em dắt vô nhà em, vô trong phòng riêng của em luôn. Mình ngồi xuống, mình uống trà, mình ăn miếng bánh, rồi anh suy nghĩ anh muốn điều gì đó thì nói em. Cái mình thêm điều khoản rồi anh ký cái rạc. Phòng riêng luôn hả? Phòng riêng chứ, thích điều chứ gì, vô trong đó có máy lạnh. Để em, đi. Thiệt hả? Thiệt chứ. Liền hả? Để. Anh yên tâm đi, ở cái nhà này á, anh muốn gì thì anh cứ nói với em ha. Muốn ăn được tao à, hơi cay. Nhưng mà lúc mua nút wasabi muốn ăn được tao à, hơi cay. Nhưng mà lúc mua nút wasabi muốn ăn được tao à, hơi cay. Lên bị sẵn rồi. Cảm ơn hát phụ tao. Em biết bài đó đâu hát. Giờ sao? Muốn ăn được tao à, hơi cay. Biết rồi. Ăn 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 gì đó bây giờ sao? Chuẩn bị kế hoạch 2. Ăn được tao à, hơi cay. Lúc cút sao bị cũng ăn được tao à, hơi cay. Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi ba